Bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món gà kho gừng nhé. Để làm món gà kho gừng thì các bạn chuẩn bị cho mình nửa kg thịt gà này. Mình rửa bằng nước muối sạch sẽ, sau đó mình chặt thành những miếng vừa ăn theo gia đình nhà mình nhé. Gà kho gừng không thể thiếu gừng, củ gừng. Các bạn cho mình hành thơm, ớt. Trước tiên mình sẽ ướp gà đã nhé. Mình sẽ cho vào đây 1 phần 2 thìa muối. Cà phê ra ít thôi các bạn ạ. Và một chút hạt lêm nữa. Mình trộn đều lên để cho gia vị nó thấm vào. Bạn ướp cho mình khoảng 15 phút nhé. Gừng các bạn đập dập ra cho mình. Rồi mình băm nhỏ nhé. Hành thơm mình cũng băm nhỏ ra. Bây giờ mình sẽ pha nước để mình kho thịt gà các bạn nhé. Các bạn làm nước sốt để kho thịt gà. Thì mình sẽ cho nước lọc này. Mình sẽ cho khoảng độ 3 thìa nước lọc. Hai thìa mắm. Đường các bạn ạ. Mình cho khoảng 1 thìa này đường. Một thìa dầu hào. Dầu hào các bạn nhé, đây là dầu hào. Hòa đều lên. Và mình cho vào đây muối nữa. Thìa cà phê muối nhé, một chút hạt tiêu, các bạn có thể đổ gừng hành thơm luôn vào. Mình cho 2 thìa nước hàng nữa, mình làm sẵn rồi, mình có video hướng dẫn các bạn cách làm nước hàng nước màu rồi đấy. Hoặc các bạn có thể cho dầu điều hoặc là mình cho dầu gấc cũng được nhé. Hoặc là sa tế. Nếu ai ăn được cay thì có thể cho sa tế. Đấy, hỗn hợp để mình kho đây rồi. Mình cho chảo lên bếp này. Và khi chảo nóng thì mình cho dầu ăn vào nhé. Lượng dầu ăn vừa phải. Hết phần thịt gà cho mình.
chiên qua thịt gà như này thôi các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ đổ thành nước sốt vào để mình kho. Mình đậy vung khoảng 10 phút nhé. Bây giờ các bạn thử kiểm tra xem gia vị đã vừa với gà kho này đã vừa với khẩu vị gia đình nhà mình chưa nhé. Nếu chưa vừa thì mình thì có thể nêm nếm gia giảm cho hợp với khẩu vị gia đình nhà mình. Như mình ăn như thế này là vừa rồi. Rất ngon rồi. Món này ăn với cơm nóng. Để cho thơm thì mình sẽ cắt ra vài lá chanh ra. Khi mình kho thịt gà khi nước nó đã sền sệt như này là được. Nước này dưới ăn với cơm ngon. Vào mùa này nó sẽ lạnh ấy. Thì với rừng như này nó rất ấm bụng. Còn các bếp mình cho ra đĩa. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái đĩa nhé. Và mình sẽ cho phần thịt gà. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đây là một đĩa thịt gà kho gừng thơm ngon nhé. Với 500g thịt gà, các bạn cho mình một củ gừng, một củ hành thơm, một quả ớt và một ít lá chanh nhé. Các gia vị khác như là bột canh thì các bạn cho mình một thìa hành lêm, 2 thìa mắm, 1 thìa cà phê đường và 2 thìa nước màu nhé, 1 thìa dầu hào. Với món này thì các bạn ăn với cơm là rất ngon này. Khi gia vị của mình cho nó vừa phải, hơi cay cay một chút là với gừng nữa thơm ngon. Và với nước sốt này có thể dưới với cơm. Nếu nhà mà có con nhỏ quá mà không ăn được cay ấy, thì các bạn là bỏ tiêu hoặc ớt đi nhé. Mình chỉ cần cho gừng là được rồi. Nhưng nhà mình thì các con thích ăn như thế này nên mình làm như thế này nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất của mình nhé.